để tạo một cái dữ liệu mới trong phần mềm để làm việc thì chúng ta biết là chúng ta đang mở sẵn các cái dữ liệu đây. Thì việc đầu tiên của chúng ta là chúng ta sẽ vào tệp đóng cái dữ liệu hiện tại đang sử dụng. Sau đây chúng ta vào tạo dữ liệu mới. Các bạn lưu ý là ở đây chúng ta cái thông tin mà máy chủ này thì thường các bạn nếu mà các bạn dùng mạng nội bộ thì cái thông tin máy chủ này các bạn nên tạo dữ liệu ở trên máy chủ các bạn đang lưu dữ liệu khác, và hiện tại nó đang làm máy chủ cho các cái máy chạm khác để kết nối vào làm số liệu. Ở đây chúng ta chọn đồng ý. Ví dụ như ở đây chúng ta tạo một cái dữ liệu mới, ví dụ như báo cáo quản trị chẳng hạn. Các bạn đánh vào đây là tiếng Việt không dấu và không nên đánh các cái dữ liệu có tên là tiếng Việt có dấu nhé, tại vì khi mà máy móc nó bị hỏng cái gì đấy thì gần như cái tiếng Việt là nó không không thể cứu cứu được dữ liệu. Cái ngày bắt đầu hạch toán là các bạn áp dụng cho cái năm các bạn bắt đầu sử dụng trong phần mềm nhập số liệu vào. Ví dụ như chúng ta tạo dữ liệu để làm bắt đầu từ năm nay thì chúng ta sẽ chọn cái ngày hạch toán là mùng 1/1/2020. Cũng có thể là các bạn nhập dữ liệu từ tháng 6 hoặc là tháng 7, tháng 8, tháng 9 thì ở đây chúng ta vẫn cứ để như này. Phần mềm sẽ tự động tính lũy kế. Cái phương pháp tính giá vốn thì các bạn cứ để nguyên. Ở đây có nhiều phương pháp nhưng mà khai báo ở đây thôi, nhưng mà ở trong phần mềm thì nó cũng sẽ tự phân biệt các cái vật tư là cái nào tính theo 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 phương pháp gì. Cái chế độ kế toán thì các bạn thấy là ở đây có thông tư 200 và thông tư 133, thì chúng ta áp dụng cái thông tư nào thì chúng ta chọn thông tư đấy. Ở đây là có cái chỗ tích vào đa chi nhánh, có nghĩa là cái phần mềm này có thể sử dụng cho một cái đơn vị mà có nhiều chi nhánh hạch toán độc lập hoặc hạch toán phụ thuộc trên một phần mềm. Các bạn lưu ý là ở đây ấy, thì cái này gần như các cái đơn vị độc lập thì chúng ta là các cái đơn vị doanh nghiệp bình thường thì chúng ta không có các chi nhánh, thì chúng ta hạch toán chung trên một cơ sở dữ liệu của công ty thì chúng ta sẽ không tích vào đây. Và đối với các cái doanh nghiệp xây dựng và đơn vị sản xuất sản phẩm thì chúng ta sẽ tích vào là đơn vị có hoạt động sản xuất sản phẩm. Điền các cái thông tin giám đốc, kế toán trưởng, thủ quỹ, thủ kho, người lập báo cáo. Cái này nhằm mục đích sau này khi in chứng từ ra thì nó hiện lên luôn cho các bạn. Chúng ta chọn thực hiện. Quản trị, ví dụ tôi đặt cái tên này. Cái tên này các bạn đặt cho làm sao các bạn dễ quản lý nhá. Sau khi chúng ta chọn dữ liệu thành công thì chúng ta vào mở dữ liệu. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là có cái dữ liệu này rồi. Chúng ta chọn dữ liệu để mở. Thế là xong cái quá trình tạo dữ liệu mới để làm việc. Nhiều các doanh nghiệp thì có thể là có cái nhiều cách quản lý khác nhau, ví dụ báo cáo nội bộ quản trị, rồi báo cáo thuế, rồi báo cáo gửi ngân hàng. Các bạn có thể tạo dùng chức năng này để tạo ra nhiều dữ liệu khác nhau. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.